Chào tất cả các bạn. Bữa nay mình làm một cái lồng đèn trong khu khổng lồ, rồi mời các bạn đón theo dõi và ủng hộ kênh cánh vui của mình nha các bạn. Thì làm bữa nay là mình sẽ làm ngôi sao khổng lồ, dụng cụ gồm có là mấy miếng giấy kiến màu xanh với màu màu vàng các bạn, vàng tôm đó, với cuộn băng keo, với mấy cọng râu ở đây, rồi một cây cưa, một cuộn dây chì, với cây dao, hai cây dao, với mấy cây trúc này là mình chặt sẵn các bạn, mình không có để mình đốn lâu lắm, quay thời gian đốn mất thời gian lắm. Rồi mời các bạn đón theo dõi của mình nha. Tiến hành làm các bạn ơi. Bây giờ mình trước tiên là mình sẽ sẽ cho nó bằng một cái cây cưa nào mà cố định nha các bạn. Cây này cao à, này chắc cũng cao 1m4 á. Này mình 1m50 rồi, 1m59 rồi. Lấy cái này các bạn, làm tỉnh cây mét mấy đi. Cưa bé không các bạn. Thank you.
nó cân đồng nhau. Thế sao các bạn thấy cũng rồi, đã hoàn thành. Rồi mình cột hai cái đầu lại các bạn ơi. Cột hai cái đầu lại là mình nãy mình cột chưa có một chút đó. Giờ mình cột lại. Cột lại rồi mình đưa lên mình gắp. Thêm 5 cái cây. Bây giờ mình cho nó vô nha các bạn. Đây là một xanh các bạn. Một vàng. Đây xong. Làm xong cái mặt bên đây, còn cái mặt bên đây chưa là vừa hoàn thành các bạn. Rồi ok, cái mặt bên đây mình cũng làm y chang bên đây nãy các bạn. Còn dán đây luôn. Hiện tại ngôi sao mình đã làm hoàn thành các bạn ơi. Đây. Ở đây mình dán hết trơn các bạn. Ở đây mình phun hết trơn luôn. Còn ở dưới đây là mình không có phun, tại vì ở dưới đây là nó nhiễu, sợ nhiễu đèn cày xuống nó gắt á, nên mình không có ấy. Ở trên đây mình có chừa cái lỗ thông gió trên này nè, mình cho đốt đèn cày lên nó có thể tống ra bên đây. Đây, dán nãy là mình dán chơi dán bên rồi, giờ mình dán hai bên luôn các bạn. Chứ mình dán mất thời gian lâu lắm. Đây, bên đây. Thấy sao các bạn? Ok không?
mình dán hết trơn rồi đó. Rồi chỉ cần nhìn cái này còn thô, còn hơi thô các bạn. Để mình dán, lấy thủ công mình dán đây, dán phun mấy cái gì này hết luôn các bạn. Phun mấy cái gì này. Thủ công mình cắt sẵn các bạn ơi. Cắt mấy sẵn mấy cái sợi này để mà mình dán vô đây. Cái chỗ này cái hồ. Cái lồng đèn ngôi sao mình làm rồi các bạn ơi, chào bá luôn các bạn. Lồng đèn ngôi sao siêu to khổng lồ đây các bạn ơi, có chữ Khánh Tui thôi, thấy sao các bạn, quá đỉnh không? Tất cả các bạn thấy hiện tại là lồng đèn siêu to khổng lồ, mượn chào bá luôn. Lồng đèn mình làm lồng đèn trung thu các bạn, mượn thế nào các bạn. Cái này là tương đương cỡ 1m4 á. Đây sao các bạn, có chữ Khánh Tui. Rồi cái viền màu đỏ. Rồi ở đây mình chơi dán hết trơn luôn các bạn. Dưới lên trên là dán hết. Có chừa dưới đây là những nhiễu con cày là mình có thôi. Rồi mình làm vòng cung luôn. Vòng cung này là chơi do chung tiếng luôn đó các bạn. Bên đây là mình không có dán chữ. Bên đây không có chữ, không có dán. Dán mặt trước thôi mà sao không dán mặt trước chữ Khánh Tui nha các bạn. Tại sao các bạn, thấy mình đứng dưới trên đây là treo ở trên cao là cho nó đừng có trúng vòng cung này các bạn, nhìn thấy sao. Thành quả làm từ 6 giờ sáng mà tới giấc này cũng cho mình giá là cỡ 5 giờ chiều, 4 giờ chiều rồi đó các bạn. Khánh Tui. Rồi chào tất cả các bạn, những các bạn video kế tiếp mình sẽ làm cái video kế tiếp là mình sẽ đốt đèn cày trong cái ngôi sao này các bạn, để gần tới trung thu đi mình lấy mình đốt vừa quay cho các bạn xem. Rồi các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh Khánh Tui của mình nha. Tại bữa nay mình nói chuyện hơi nhỏ tại vì nó bị sưng hơi bên mặt rồi các bạn. Rồi chào tất cả các bạn.